Còn bây giờ sẽ là những tin tức thời tiết cùng với biên tập viên Hương Liên. Chị Liên này, miền Bắc từ ngày hôm qua đã bắt đầu có nắng rồi, và không biết là hôm nay thì tình hình sẽ thế nào? Vâng, sáng nay thì khả năng là miền Bắc vẫn nhiều mây và có sương mù răng phủ. Nhưng mà sau 9 giờ nắng lên, sương mới tan nhanh. Đến trưa và chiều nắng nhiều thì áo sơ mi, áo phông sẽ là những trang phục phù hợp với thời tiết này. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ vào khoảng 27 đến 31 độ C. Sơn La, Điện Biên Phủ thì khá nóng, 32, 33 độ C. Với Bắc miền Trung, trưa và chiều nay sương mù cũng sẽ tan nhanh khi mà nắng xuất hiện. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa tới Đông Hà là 28-30 độ C, riêng Huế thì hơi nóng, 33 độ C. Nắng cũng là trạng thái chủ đạo ở khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Nắng gần chục tiếng trong ngày với nhiệt độ các thành phố đều từ 30 độ C trở lên. Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột thì khá nóng, 33-34 độ C. Nóng nhất cả nước đầu tuần này vẫn là khu vực Nam Bộ vì trời tiếp tục mỏng mây, nắng mạnh ngay từ sáng. Sau 10 giờ thì quý vị sẽ cảm nhận rõ cái nóng khi mà nhiệt nhiều thành phố đồng loạt tăng lên trên 32 độ C. Nhiều nơi ở Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, thậm chí là còn nắng nóng 35-37 độ C. Vâng, cảm ơn chị Hương Liên.